Xin kính chào quý khán giả thân yêu của chương trình Phong thủy Zakat. Lời đầu tiên thay mặt thầy Zakat cùng 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Bính Dần năm 1986 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị và các bạn nắm rõ được những diễn biến quan trọng trong sự nghiệp cũng như trong tình duyên của mình. Không những thế, qua việc xem tử vi cho tuổi Bính Dần năm 2023 cũng sẽ giúp bạn biết được vận hạn của mình về tất cả các phương diện trong cuộc sống. Xem tử vi cho tuổi Bính Dần cũng sẽ biết được sao hạn của năm để từ đó đưa ra những phương pháp hóa giải giúp gia chủ Bính Dần có được tài lộc, công danh, sự nghiệp như mong muốn. Trong phần luận giải tử vi ngày hôm nay, thầy Zakat cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ chỉ rõ cho quý vị bức tranh toàn cảnh của quý vị trong năm 2023 Quý Mão. Cũng qua đó, thầy sẽ chỉ ra những cách hóa giải về lá số tử vi của tuổi Bính Dần. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Zakat được thầy Zakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Bính Dần 1986 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Bính Dần sinh năm 1986 năm mệnh trong năm 2023. Trong năm nay, người Bính Dần dễ dàng cùng người khác phái sinh miệng lưỡi tranh chấp, đề phòng bị người liên lụy và mưu toan, cẩn thận mất tiền bên ngoài. Cho dù có tài nhưng chưa chắc con giáp này đã tìm được thời điểm thích hợp để phát huy, vì thế sự nghiệp không có bước phát triển nào lớn. Do đó, mệnh chủ Bính Dần sinh năm 1986 nên mạnh dạn, tự tin hơn, giữ thái độ khiêm tốn, học hỏi. Nếu không hiểu thì cần phải hỏi người đi trước ngay, không nên làm bừa, gây ra sai sót. Cần học cách thích nghi với những môi trường khác nhau, cố gắng nâng cao hiệu suất công việc, cũng như luôn giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan. Về chuyện tình cảm, năm nay cảm xúc của người này không ổn định, không nên trao gửi tình cảm cho ai một cách dễ dàng. Hãy giữ khoảng cách thích hợp với những người có ý đồ tiếp cận mình. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Bính Dần sinh năm 1986, năm mệnh gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thổ Tú, vận hạn ngũ mộ, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu, không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Dần gặp Mão là bình hòa và yên ổn, hay nói cách khác, người tuổi Bính Dần nam mạng không phạm thái tuế. Xét về mối quan hệ thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Quý Âm Thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc suốt. Trong năm nay, những gia chủ Bính Dần cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Trong năm Quý Mão này, gia chủ Bính Dần sinh năm 1986 cần chú ý tháng canh thân, tháng 7 âm lịch, từ ngày 16 tháng 8 đến 14 tháng 9 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Bính Dần. Vào những ngày này cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm quách cấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Bính Dần sinh năm 1986 năm mệnh. Trong năm 2023, nam mạng Bính Dần sinh năm 1986 gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú hay còn gọi là Thổ Đức, Châu, Tinh Quân. Đây là sao xấu đối với cả nam, nữ và gia trạch. Bởi sao Thổ Tú là sao xấu, chủ về tai nạn kiện tụng. Người bị sao này chiếu mệnh nên đề phòng kẻ tiểu nhân, gia đạo đưa đến bất an và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thường rất hợp với sao này. Hóa giải, làm lễ cúng giải hạn sao Thổ Tú, đây là một tục lệ mang tính chất tâm linh và phổ biến. Hàng tháng vào lúc 15 đến 17 giờ ngày 19 âm lịch, gia chủ hãy tiến hành làm lễ dâng sao cúng giải hạn, bởi đây là thời điểm sao Thổ Tú đăng viên chiếu sáng nhất. Để thực hiện nghi lễ này, gia chủ cần chuẩn bị những vật phẩm cần thiết để lập bàn thờ cúng như hương hoa, tiền vàng, bài vị, phẩm oản, năm ngọn đèn, rồi quay mặt về hướng chính tây, lạy năm lạy mà cầu xin trung ương Mậu Kỷ, Thổ Tú, Tinh Quân. Để cầu xin ban sự an lành, may mắn, giảm hạn xấu, tăng tài lộc, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Dương là mặt trời, chủ về nhiều điều tốt đẹp, sao Thổ Tú, vì thế mà gia chủ nên dùng kim tiết. Hãy đeo trang sức đá quý có màu trắng như thạch anh tóc trắng, kim cương và các đồ trang sức màu trắng khác.
Tuổi Bính Dần sinh năm 1986, năm bệnh năm nay gặp hạn ngũ mộ. Khi nhắc đến hạn ngũ mộ, người xưa có câu thơ như sau: Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, tức là hạn này chủ về mất mát tiền của, nặng thì tán gia bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Sự mất mát hao tài tốn của này khiến tinh thần gia chủ xót xa, mất ăn mất ngủ, khiến tâm lý vô cùng bất an và buồn rầu. Người gặp phải hạn này chú ý, tiền của bị kẻ xấu đánh mất, mua hàng dễ nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng. Đôi lúc lòng tốt của người giúp đỡ người khác, chẳng hạn như cho người khác mượn tiền thì không đòi được. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì ngũ mộ là một tiểu hạn chủ về tiền của. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần chú ý những việc như: trong làm ăn kinh doanh cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng, nặng thì vướng vào vòng lao lý, tai bay vạ gió. Về tài sản tiền của thì nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh lừa gạt. Luận tử vi Bính Dần sinh năm 1986, năm mệnh theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu năm đón xuân vui vầy bên gia đạo, tuy nhiên gia chủ chú ý về lời ăn tiếng nói để hạn chế mang vạ vào thân. Tháng 2, có tin vui đưa tới gia đạo trong tháng này. Tháng 3, chú ý tai nạn bất ngờ. Tháng 4, các công việc làm ăn của thành viên trong gia đình không được tốt, sức khỏe kém. Tháng 5, khi ra ngoài trong tháng này, tuổi Bính Dần cần cẩn thận, có thể gặp phải cửa quan hoặc chú ý đến tay chân. Tháng 6, có quý nhân giúp đỡ. Tháng 7, sức khỏe trong tháng 7 không được tốt, công việc của gia chủ cũng gặp nhiều bất lợi. Tháng 8, đây là tháng trong họ hàng, nội tộc đón tin vui hoặc trong gia đình, gia chủ có mua sắm, sửa sang đồ vật. Tháng 9, cẩn trọng tai nạn bất ngờ với tiểu nhân quấy phá, nói xấu sau lưng. Tháng 10, trong tháng này, gia đạo người tuổi Bính Dần nam mạng có mâu thuẫn, thiếu hòa khí, tình cảm giữa bố mẹ và con cái không được tốt. Tháng 11, ra ngoài, người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 chú ý xe cộ hoặc tránh mất mát của cải tiền bạc. Tháng 12, tháng này tiền bạc có sự hao tán nhiều hoặc đường tiêu hóa của gia chủ không được tốt. Tổng kết tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nam mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Đối với người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 và mối quan hệ công việc của bạn có thể trở nên sóng gió vì một số chuyện vặt vãnh. Bạn nên xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và cố gắng duy trì sự hài hòa, cả bên ngoài, ngay cả khi bạn không thích ai. Ngoài ra, đôi khi bạn có thể cảm thấy kiệt sức và bất lực trong công việc và mắc lỗi, mặc dù bạn muốn làm tốt mà bạn cần xác định nguyên nhân gốc rễ là giải quyết vấn đề kịp thời. Trong năm 2023, sự nghiệp của người tuổi Bính Dần chủ yếu ở vào thế bị động, thường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ hoặc mâu thuẫn từ đồng nghiệp. Chẳng những thế, bản mệnh thường không chuyên tâm vào công việc, dễ nghe theo lời dụ dỗ lôi kéo của bạn bè xấu, vì thế mà không có chí tiến thủ, thường suy nghĩ tản mạn. Về tài chính, trong năm 2023, nam mạng Bính Dần theo nghiệp kinh doanh có thể gặp đôi chút khó khăn lúc đầu trong quá trình buôn bán, nhưng về sau gặp dịp sẽ may mắn phát tài. Có dấu hiệu sinh tài lộc lại thêm quý nhân giúp đỡ nên các kế hoạch đầu tư kinh doanh đều có lời lãi đổ về túi. Dân văn phòng cũng có cơ hội cải thiện thu nhập, sự nghiệp khởi sắc, ắt kéo theo sinh tài sinh lợi. Tuy nhiên, việc làm ăn trong năm vẫn nên lấy an toàn làm chủ, chớ mạo hiểm đầu tư lớn hay hùn vốn vội vã, đặc biệt không nên thay đổi hay là chuyển hướng làm ăn quá đột ngột. Năm này cũng nên tránh các đầu tư buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không gặp thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Nhìn chung, tất cả liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì nên tránh. Về sức khỏe, không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào trong phát sinh vào năm 2023 đối với người tuổi Bính Dần 1986. Thỉnh thoảng bạn có thể bị đau đầu hoặc sốt và sẽ ổn nếu bạn chăm sóc bản thân thật tốt, cố gắng không thức khuya, ăn uống thường xuyên. Bạn nên tập thể dục tốt hơn thường xuyên. Ngoài sức khỏe thể chất, bạn cũng cần theo dõi sức khỏe tinh thần và đừng quá cố gắng. Về tổng thể trong năm Quý Mão, cơ thể của bản mệnh dễ phải chịu tác động không tốt do tác động của chất kích thích như rượu bia, thuốc lá gây nên, khiến đầu óc thiếu minh mẫn, dễ vướng vào những chuyện thị phi không đáng có. Mệnh chủ cũng dễ gặp vấn đề liên quan đến hệ thống hô hấp, các bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu thường xuyên xuất hiện. Ngoài ra, bạn cũng có thể mắc phải những căn bệnh nguy hiểm hoặc các bệnh do thói sinh hoạt không điều độ gây nên. Nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo,
Tình cảm lứa đôi bình ổn, duy trì được sự hòa hợp và quan tâm lẫn nhau. Tuy nhiên, gia đạo có dấu hiệu bất ổn do những mâu thuẫn trong gia đình xảy ra. Vợ chồng tranh cãi đa phần do áp lực từ vấn đề tiền bạc và nuôi dạy con cái. Trong nhà cũng có việc lo cho con cháu hoặc bản mệnh bị hiểu lầm nhưng khó thanh minh giải thích. Mọi việc đều có thể được giải quyết nhanh chóng khi đôi bên đối thoại thẳng thắn để cùng tìm cách tháo gỡ. Các gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986 năm mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi tuổi Bính Dần trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Bính Dần, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp được nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.